những chiếc thẻ đầu tiên sẽ được ném xuống rồi các bạn. Quá trời luôn các bạn ơi, quá trời đông luôn rồi. Rồi mấy chiếc xe dựng gần đây họ chắc banh chành hết quá. Quá trời bụi luôn các bạn. Ôi. Quá xa luôn. Đó đó, nó đang cho coi cho coi thẻ có thể thẻ nào thẻ đụng không? Có số là thẻ đụng hả? Ba cái. Ồ quá trời luôn bạn. Ba cái thẻ đụng luôn, có số. Rồi tiếp theo anh được đụng thịt nha bạn. Chúc mừng anh nha. Rồi, quá hay luôn các bạn, quá may mắn. Đây đụng cớm anh. Đụng cớm này đụng cớm trung thôi, nãy mình thấy cái đụng cớm lớn hơn nữa. Rồi tiếp tục các anh may mắn nhận được đây là đụng cớm rồi gạo. Thôi anh bên trong cái đụng gì quá trời, đụng hủ tiếu. Ở đó đụng gì anh? Mì hả? À đụng mì. À đụng mì được 100 ngàn nữa, anh đây đụng cớm nè bạn. Và đây chính là những hình ảnh tại chùa Ông Bổn Cà Kha vào trưa nay nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy hàng ngàn người đang tập trung ở khu vực ở phía trước sân để giật thẻ nha các bạn. Chắc 11 giờ, 12 giờ luôn quá. Thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại thành phố Bạc Liêu trong trưa ngày hôm nay các bạn, ngày rằm, ngày 15 tháng 7 năm 2024 âm lịch, trong ngày đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Thì như video trước mình đã chia sẻ các bạn là trong tháng 7 tại Việt Nam của chúng ta, lễ Vu Lan diễn ra trong tháng 7 luôn chứ không phải chỉ là ngày rằm nha các bạn. Từ là đầu tháng cho đến bây giờ đã có nhiều phần lễ diễn ra. Và trong đó là có tại Bạc Liêu, Sóc Trăng có phần lễ thí vàng hay gọi là thí cô hồn sẽ được diễn ra thường là cao điểm là những ngày rằm các bạn. Ngày hôm nay thì mình ở đây là tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với đường Hồ Thị Chính. Có một hộ dân cũng đang có phần phát thí các bạn, và mọi người cũng đang tập trung chuẩn bị giật vàng nha các bạn. Đây là những cái chiếc thẻ, chào em. Thánh giật đi nha các bạn. Rồi em có giật chưa? Giờ 11 rưỡi rồi hả? Bây giờ gia chủ đang cúng các bạn. Mình nghe các bạn chia sẻ là khoảng 11 giờ rưỡi mới có thí vàng. Tùy từng hộ dân và tùy nơi thờ tự, thí vàng có thể là những cái vật phẩm mọi người cúng xong thì sẽ phân phát cho tất cả mọi người. Có thể là hoặc là có thể là sẽ đưa vào những chiếc thẻ các bạn. Trên chiếc thẻ sẽ ghi những cái vật phẩm chẳng hạn như là gạo, muối hay là bột ngọt hay là mì gói gì các bạn. Và có thể là có cả thịt heo hoặc là bánh kẹo vân vân. Thì xung quanh đây các bạn có thể nhìn thấy xe đậu rất là nhiều các bạn. Và các bạn cũng đến đây ngoài có các thánh vật thì chúng ta có thể đến đây để xem các bạn. Xem và trải nghiệm. Mình thấy đây là chủ yếu là các bạn là xem là nhiều, nên là thấy các bạn đứng rời rời ngoài không có sắp vô. Ở đây là một khán giả nè, em sáng giờ có giật được gì chưa? Em không có giật. Không có giật, có chỉ xem thôi ha. Rồi đó, thì các bạn thấy là hồi nãy giờ hỏi thăm là các thánh vật hầu như là đứng ở bên trong không à. Ở bên ngoài đa phần là các bạn xem. Rồi đây bạn này nãy giờ không có giật nhưng mà cũng có chiến lợi phẩm là cốc hỏi mía ghim. Ai giật cả, mấy bạn giật cho em á hả? Vậy hả, giờ đóng giật được nhiều đó là hả? À đúng rồi em. Không khí phải nói là ngày hôm nay rất là nắng các bạn.
Năm rồi mình cũng có đến đây một lần, mình cũng ghi hình tại vị trí này, nhưng mà trời năm rồi mưa, năm nay thì rất là nắng. Tuy nhiên mình thấy là các thánh vật vẫn có mặt ở đây từ không biết hồi nào tới bây giờ. Mình tới đây trễ các bạn, tới đây trễ nên là mình bỏ qua một điểm rồi, đó là tại phòng Thuốc Nam Phước Thiện. Đây mình thấy là mọi người cũng đang ngồi nghỉ rất là trật tự các bạn. Đây các chào các thánh vật nha. Nãy giờ tụi em có dựng cái bên Phước Thiện chưa? Phòng Thuốc Nam. Chú vô chú quay này em con. Dạ. Sao ạ? Dạ. Thánh vật hay gì? Này vô gia cư nhà nó, còn hiện nó vô gia cư. Này nó vô. Đây các bạn. Dạ, xem các vô gia cư. Các vị khán giả đến cùng xem chương trình Thí Vàng nha các bạn, trong ngày đại lễ Vu Lan ngày rằm tháng 7. Chú là Thiện Sứ Dừa. Mà có không chào vô, có cái người chào nó không vô. Chú ý là mọi người đến là vui thôi nha các bạn, vui là chính thôi. Mặc dù là trời bây giờ rất là nắng nhưng mà mọi người cũng đến để xem tham dự buổi lễ. Đúng rồi. Chú là Thiện Sứ Dừa. Em đi xem không, em có giật không? Nãy giờ con có giật được gì chưa? Không, em đi coi. Đi coi không vậy hả? Các bạn xem nè, các bạn khán giả đi xem rất là đông nha. Các anh chị cùng với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ mình thấy là đến xem và đến giật. Đây nãy giờ đứng gì rồi? Đôi dép rồi cốc ổi mi ghim rồi gì bim bim rồi bánh. Ôi, nãy em giật cái đó chỗ nào? Chỗ ngay trên kia, không biết dép của ai nó giật. Ôi vậy? Giật đại á. Vậy hả? Dạ. Vậy là ở trong kia có giật rồi nữa hả? Dạ, có giật rồi. Rồi dép của ai nữa, cứ lên mạng đó em dạ. Lại thôi, giờ sao vậy? Mình thấy là bạn này giật luôn được đôi dép luôn đây. Vui chơi thôi nha các bạn. Thường thì có những bạn cũng tranh thủ đến, thường bỏ dép luôn, nhờ bạn giữ giùm. Mát mát chút thôi. Bây giờ hình như là của chỗ nào là đang cúng thí vậy em? Cái nhà hai tầng đó. Đây chào em. Các thánh vật đây nha các bạn, các thánh vật tại Bạc Liêu nha. Đây mọi người ai rất là vui tươi các bạn, ai rất là vui tươi luôn. Tới hả? Con này là bé luôn bạn em. Ủa là khỏi chơi, mẹ nó đi chơi. Vậy là đi chơi kéo bạn đi luôn nữa. Đây các bạn thấy là nhà người mọi người cùng tham gia phần lễ trong dịp rằm tháng 7 nha các bạn. Kênh dễ. Ủa chú kênh gì vậy? Kênh chú là Thiện Sứ Dừa. Rồi lát giờ bỏ con lâu luôn. Cảm ơn con nha. Cảm ơn em. Thiện Sứ Dừa. Sứ nha chứ không có sơ nha. Sứ Dừa là ở Sứ Dừa. Rồi vậy nghe các bạn nói là Bến Tre, các bạn nghe không biết rồi. Thấy đằng kia có mía à kìa. Ở Bến Tre. Thiện Sứ Dừa. Các bạn nhắc đến dừa sáp cũng đúng rồi. Dừa sáp là một trong những món đặc sản, phải nói là một loại cây đặc sản chỉ có ở khu vực Cầu Kè Trà Vinh thôi các bạn. Nơi đó thì thổ nhưỡng rất là tốt cho những loại đặc sản này. Những nơi khác cũng có nhưng mà khi mang về trồng thì nó không có tỷ lệ sáp rất là ít các bạn. Chỉ có Cầu Kè là sáp khoảng là 80% là dừa sáp, nghĩa là trong một buồng có 10 trái thì có 8 trái đều là có dừa sáp. Khi chúng ta mang những cái giống dừa đó về trồng, kể cả dùng đất thổ nhưỡng rất là tốt cho cây dừa ở Bến Tre thì trồng được khoảng chừng 30% các bạn. Nhưng mà hiện bây giờ mình nghe là những cái công ty cây giống hoặc là trường đại học Trà Vinh cũng có khẳng định là có thể là nhân được cái giống là khoảng 70-80% về trồng tại vùng đất Bến Tre. Hy vọng là trong tương lai trồng được thì chúng ta sẽ được thưởng thức những cái món dừa sáp ở được
lan tỏa đi rộng hơn, xa hơn. Còn ở Bến Tre thì ngay xứ sở của mình thì nơi cung cấp và tiêu thụ dừa hàng đầu ở Việt Nam nha các bạn, ở đồng bằng sông Cửu Long, khắp nơi đồng cùng quy tụ về đây. Bây giờ chắc có lẽ là mình đến xem coi tới giờ chưa nha các bạn. Mình thấy là gia chủ như cũng đang thực hiện phần lễ cúng các bạn. Chừng nào trên nhà chúng ta thấy là có tiếng trống chầu vang lên, rồi lúc đó thì mọi người sẽ thực hiện phần lễ thí thực. Ở đây là có những cái vật phẩm như là bánh kẹo, rồi cốc ổi mía ghim, rồi những cái chiếc thẻ thì chúng ta có thể là đổi thành gạo, quy đổi ra gạo, muối hoặc là tiền tùy theo gia chủ, khả năng kinh tế gia chủ có thể là cúng thí nhiều hay ít. Mình dừng máy lại chút xíu nha các bạn, để trời nắng quá mình chờ tới giờ mình sẽ ghi hình tiếp cho các bạn cùng xem nha. Bây giờ hồi trống cũng đã vang lên nha các bạn. Phần lễ thí vàng cũng đã bắt đầu rồi các bạn. Chuẩn bị các bạn, chuẩn bị. Nào quay anh này tên gì cùng. Thôi bây giờ em giờ không dám đứng gần nữa ạ. Bây giờ mình đứng ở khoảng cách ngay điểm thí vàng cũng khá là xa để đảm bảo an toàn nha các bạn. Đây các vị khán giả này bạn, đứng xa này chắc chắn là các vị khán giả thôi. Tại vì giật đứng đây là không có giật được. Mọi người đến xem thôi các bạn. Thấy là đến để tham gia rất là đông. Đứng xa xa chút mới được. Tới chưa vậy? Hay à mừng. Ôi. Mọi người cảnh báo cho các bạn, tại vì không gian ở đây cũng không có rộng lắm. Mình thấy các thánh vật cũng đã có mặt trên nóc nhà luôn rồi nè. Rất là đông luôn các bạn. Phải nói là năm nay mặc dù trời nắng nhưng mình thấy là đông hơn năm rồi luôn. Năm rồi cái chỗ này mình đứng cũng còn trống trống nè. Hiện tại là nhiệt độ có thể là lên khoảng gần 40 độ các bạn. Tuy nhiên thì tại khu vực Thí Vàng nhiệt độ có thể là lên tăng hơn cả 10 độ nữa. Tại vì mọi người đứng rất là đông, rất là chặt luôn. Không khí rất là vui các bạn. Ngoài việc đến đây để giật những chiếc thẻ, coi như là chúng ta giành được một phần lộc may mắn trong mùa đại lễ Vu Lan, thì còn rất là đông các vị khán giả cũng như khách thập phương đến để cổ vũ cũng như là xem buổi lễ ngày hôm nay nha các bạn. Đây các bạn thấy là cái điểm ngay chạ tòa nhà mà phát thí ngày hôm nay là nhà 2 tầng. Mọi người đang đứng trên ban công các bạn. Khoảng cách rồi mình đứng đây đó là khoảng vài chục mét đó bạn. Đây các vị thánh vật nha. Vật mà sao đứng xa quá vậy, sao anh vật được? Vậy là đánh lạc hướng nha các bạn. Nếu nó quăng đi ra chỗ khác đi ông nội. Lạc hướng. Còn cái cùi không đi. Trời ơi, nãy giờ em đứng rồi rất là xa rồi nè, tha cho em đi. Đúng 11 giờ rưỡi các bạn, mình nghe nói như vậy. Nhưng mà thường thì mình thấy cũng tùy năm và cũng tùy thời tiết nữa bạn. Năm nay thì tại phòng thuốc Phước Thiện mình cũng có đến nhưng mà không quay kịp các bạn. Tại do rơi vô vào ngày thứ bảy chủ nhật sẽ phát thuốc cho mọi người. Chính vì vậy tại phòng thuốc Phước Thiện đã phát thí sớm, thí vàng vào khoảng như 9 giờ là đã thí vàng rồi. Mình đến sau 9 giờ, gần 10 giờ là đã xong hết rồi. Qua thường nghe đánh hồi trống chầu là tới phát này, nay chưa thấy ta. Rồi chuẩn bị ra nha các bạn. Đấy,
Sau đây là mình sẽ tiếp tục di chuyển sang những nơi khác nha các bạn, nhớ đón theo dõi nha các bạn. Thường trùng thời điểm ngày hôm nay đó là tại chùa Đại Bác và chùa Ông Bổn Trà Kha. Chắc có lẽ là mình sẽ di chuyển sang chùa Đại Bác nha các bạn. Chùa Ông Bổn Trà Kha thì khoảng cách di chuyển xa hơn, đường khó đi hơn. Đây khu vực ở đằng sau các bạn cũng thấy là khán giả đến xem rất là đông các bạn. Tiếp tục hồi trống chầu đã vang lên nha các bạn. Bắt đầu. Những chiếc thẻ đầu tiên đã được ném xuống rồi các bạn. Quá trời luôn các bạn ơi, quá trời đông luôn rồi. Né né ra các bạn, giờ sợ nhất là cái thẻ sẽ đến đây. Rồi các thánh vật leo lên luôn rồi. Rồi đợi một tiếng nhưng mà chúng ta chỉ giật khoảng là 1 phút 30 giây thôi các bạn. 11 giờ 45. Rồi còn về thẻ đó các bạn ơi. Ủa Dũng Bình đâu? Đâu rồi? Rồi bây giờ mọi người sẽ di chuyển sang điểm thí vàng khác nha các bạn. Như mình chia sẻ các bạn lúc nãy đó là tại chùa Ông Bổn Trà Kha hoặc là tại chùa Đại Bác. Rồi bây giờ mọi người đang rất là nhanh chóng để di chuyển đến các điểm khác nha. Mình thấy còn một vài thẻ cuối cùng cũng được phân phát cho mọi người luôn. Mình cũng xin chia sẻ thêm thông tin với các bạn là phần lễ thí thực và giật cô hồn này là một phần trong phần đại lễ Du Lan báo hiếu được diễn ra trong tháng 7 âm lịch hàng năm nha các bạn. Và ngày hôm nay mình có dịp đến đây, mình đến Bạc Liêu, đây là dịp rằm, ngày giữa tháng, ngày rằm lớn thì sẽ có nhiều điểm thí vàng và giật vàng, nên là mình sẽ di chuyển. Và bây giờ mình cũng đã vừa ghi hình xong một điểm thí vàng, sau đó là mình sẽ di chuyển sang những điểm khác nha các bạn. Còn nhiều điểm nữa nên các bạn đừng rời mắt khỏi video và chúng ta tiếp tục đồng hành với mình để chúng ta đi đến những điểm khác nha các bạn. Địa điểm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó chính là tại chùa Ông Bổn Trà Kha nha các bạn. Và những chiếc thẻ đầu tiên cũng đã được ban tổ chức phát ra rồi nha các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay. Còn cái thẻ kìa.
Rồi bây giờ mình đang có mặt tại cổ miếu Đại Bác trong đại lễ Vu Lan ngày 15 tháng 7 âm lịch năm 2024 nha bạn. Cho anh chú có tên vậy? Chú là Thiện Xứ Dừa. Thiện Xứ Dừa à? Sáng giờ có giật được gì chưa? Sáng giờ đó. Mới ở đây không hả? Sáng giờ nhiều điểm lắm mà không có đi. Vậy xong mình tính đi đâu nữa không? Giờ giật đây rồi á hả? Rồi chúc giật được nhiều thẻ nha. Đây các thánh vật của chúng ta cũng đã có mặt tại phía trước cổ miếu Đại Bác rồi nha các bạn. Và hiện bây giờ phía bên trong miếu thì ban nghi lễ cũng đang thực hiện phần lễ cúng đại lễ Vu Lan 15 tháng 7 năm 2024 âm lịch. Và các bạn có thể là nhìn thấy quan trọng nhất đó chính là vàng, một cái vàng giáo đã được dựng lên rồi các bạn. Trên đó mình thấy có hai rổ thẻ. Ở đây thì như các hộ dân lúc nãy, ngoài thí thực, cúng thí thực thì mọi người sẽ phí vàng. Mọi người sẽ nhặt những chiếc thẻ, sau đó sẽ quy đổi thành những vật phẩm tương ứng. Những vật phẩm mà được cúng dường sẽ được phân phát hết cho bà con cô bác. Bằng cách là mọi người sẽ giật những chiếc thẻ đó, sau đó sẽ quy đổi ra những vật phẩm tương đương. Mình thấy là thường là có gạo, muối, rồi bánh kẹo, thịt. Ở đây thường mình thấy có thịt heo nữa. Và thường nhớ hai chiếc vàng nữa bạn. Năm nay mình thấy là đây có một vàng lớn đây. Một vàng lớn trên đó là có hai rổ thẻ. Bây giờ hình như là chưa có thẻ nha các bạn. Chào chị. Đây các thánh vật nha, chị có giật được gì chưa? Ngày nay á, mấy điểm nhét á. Chưa biết giật là gì. Vậy hả? Vậy là chị nay đi có lên không? Có lên không? Có. Vậy nay nay là lần đầu, bữa nay là đầu tiên đi giật luôn hả? Ngày thứ hai. Ngày thứ hai phải không? Mấy ngày trước giật được gì rồi? Hả? Ngày trước giật không có giật, người ta cho được một cái phiếu 5 kg gạo và tốn 200.000 Rồi, hy vọng năm nay ngày nay chị giật được nhiều thẻ nha. Cười cái ai? Đây rất là đông các bạn, rất là vui luôn mọi người, trong khí thế phải nói là rất là sẵn sàng để giật những chiếc thẻ nha các bạn. Ở đây là những phong tục từ xưa tới bây giờ các bạn, vui là chính nha. Rồi, rồi chào anh. Anh thấy buổi lễ năm nay sao anh? Nó là truyền thống ngày xưa giờ. Xưa giờ. Đây là mọi người sẽ thu xếp công việc lại để tham dự lễ. Bây giờ làm ngày 500 cũng làm á, đi giật chơi. Dạ, anh giật kia anh được cái gì? Được mía, gạo, kẹo. Vậy hả? Ngày làm 500 cũng bỏ luôn. Được tiền, được gạo heo, về nhậu đã luôn. À, vậy đây có khi giật được phần lọc rất là lớn, đó là tiền nữa phải không? Nó có khi đem về được cái thiệt mà. Chỉ có tiền đó. Vui là chính thôi. Đúng rồi, các anh chia sẻ vui là chính nha các bạn. Mấy anh làm việc 500 ngàn một ngày, mấy anh cũng bỏ luôn để đi đến giữ giật vàng như thế này các bạn. Chúc anh ngày nay giật được nhiều thẻ nha. Đây là các bạn. Chú, có giật không chú? Vậy là chú chỉ có đi coi hả chú? Dạ. Rồi tới rồi hả? Rồi rồi em né ra rồi, cảm ơn. Rồi sắp tới các bạn, mấy anh này cảnh báo đi xa ra. Các thánh vật chúng ta đã bắt đầu rồi các bạn. Né ra, né ra. Chuẩn bị nha các bạn, ngay chỗ này nè. Giờ mình các anh này cảnh báo đi xa ra. Trèo lên cái nha các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sau khi được các anh các chú cảnh báo không được đứng gần ngay chỗ thí vàng, có nguy cơ là giật banh cái điện thoại luôn. Bây giờ mình tìm được một vị trí rất là đắc địa các bạn, ngay đối diện khu vực thí vàng luôn. Ngay chỗ này là sân khấu, hình như là thường đây là sân khấu xây chầu đại bội các bạn. Đây thường là mọi người xem là đứng bên đây, còn các thánh vật chúng ta tham gia giật vàng thì phải đứng gần khu vực thí vàng nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta còn ít phút nữa thôi bạn, ít phút nữa thôi là phần lễ cúng ở bên trong, các thầy bên trong đã cúng xong thì phần lễ thí vàng sẽ bắt đầu. Đây mình đang zoom gần để cho các bạn thấy. Đây là chúng ta thấy là có hai ông thẻ chuẩn bị phát thẻ ở đây. Đây những người bên dưới sẽ hỗ trợ các bạn, hỗ trợ dần cái vàng lại.
khu vực sân phía trước là nơi phát thẻ, mọi người có thể đến đó để tham gia giật những chiếc thẻ. Mình nghe mọi người chia sẻ là thẻ thì có nhiều mệnh giá khác nhau, ví dụ như có thể là thẻ gạo, thẻ muối, có thể là những vật phẩm đơn giản như là mía hay là mì gói. Ngoài ra còn có tiền nữa không em? Người ta gọi đó là thẻ đụng các bạn, có thể là có tiền, thịt heo nè, những cái đụng cơm, giò heo nữa nha các bạn. Nên ngày hôm nay thì mọi người đến không phải là giật cái trước tiên là được thẻ các bạn, nhưng mà nếu may mắn được những chiếc thẻ đụng, thẻ có giá trị cao thì quy đổi thành tiền thì có thể là trị giá lên đến là có thể vài trăm ngàn đến là một vài triệu luôn nha các bạn. Do thời gian mình không có nhiều, mình không có đến sớm để ghi hình ở phía bên trong những phần quà cho các bạn cùng xem. Có lẽ là mình sẽ hẹn các bạn vào một cái dịp khác, có nghĩa là vào một cái miếu khác mình có thể đến sớm, mình sẽ ghi hình cho các bạn thấy rõ hơn. Thường thì mình đến tại miếu ông Bổn ngang dừa của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu các bạn. Thời điểm đó mình đến sớm mình có thể là ghi hình rõ phía bên trong cho các bạn cùng xem. Và bây giờ mình nghe là phía bên trong hình như việc nghi lễ cúng cũng đã sắp thực hiện xong các bạn. Xung quanh các bạn thấy là mọi người đến rất là đông đây. Ngoài việc tham gia giật vàng thì mọi người cũng đến đây để xem cũng như là cổ vũ cho buổi lễ thí vàng trong trưa ngày hôm nay. Bữa nay là ngày rằm nha các bạn, ngày 15 tháng 7 năm 2024 âm lịch. Đây có các anh cũng đi tham gia, đi tham gia hết anh. Các anh đứng đây chắc chắn là tham gia không, tham gia cổ vũ xem thôi các bạn. Đứng đây là không có giật được. Đó, các bạn thấy là ai cũng rất là vui nha. Bỏ việc nhà tới đây xem luôn hả các anh. Đây, em chào nha. Rồi, phía sau các chị nữa kìa. Rất là vui các bạn. Rồi, có em nhỏ nữa đây. Đây, mọi người đến để xem và cổ vũ nha. Đây, bên đây nữa đây. Đa phần là các bạn trẻ mới dám vào bên trong đây các bạn. Theo mình nhận thấy cũng như các anh đây chia sẻ là cái sân năm nay đã được cán bê tông mới lại các bạn, rất là sạch sẽ luôn, có bụi thôi chứ không có bị lủng lỗ. Năm rồi lủng lỗ lủng hàng thấy mọi người té hết trơn à. Rồi đằng xa các bạn nhìn thấy phía đằng xa đó chính là một cái cống các bạn, phía bên kia là trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Ở đây phường mấy vậy hả anh? Ở đây là phường 5 thành phố Bạc Liêu nha các bạn. Đây là cổ miếu Đại Bác. Đó là gọi là vậy ha, có tên nào khác nữa không anh? Cũng gọi là chùa Ông Bổn phường 5 luôn ha. Có thể là gọi là chùa Ông Bổn phường 5 các bạn, hoặc là cổ miếu Đại Bác. Theo mình biết là năm rồi sau khi giật thẻ xong thì mọi người có thể đến ngay phía trước cổ miếu để chúng ta đổi quà luôn. Chắc có lẽ là một hồi mình cũng sẽ tranh thủ ghi hình chia sẻ các bạn xem luôn. Sáng giờ anh có giật được gì chưa? Ba chỗ hả? Hay quá ta. Nãy có ghé phòng thuốc Phước Thiện không? Có. Bữa nay tới trễ, năm nay hỏi thăm người ta nói là thứ bảy chủ nhật phát thuốc nên phải phát sớm hơn. Từ đây tới chiều luôn á, giật từ đây tới chiều luôn á. Giờ chiều còn chỗ nào nữa không anh? Còn. Giật ở đây đi xuống Rạch Thăng hai chùa. Rạch Thăng hả? Rồi mấy giờ, khoảng mấy giờ? 1:30. 1:30 hả? Rạch Thăng. Rồi lại đi giật tiền. Cũng trong chợ Bạc Liêu luôn không? Trong chợ luôn á. Vậy là trong chợ là ngày nay người ta có thí rồi. Như anh đây chia sẻ là tại chợ Bạc Liêu các bạn, ngày nay người ta có cúng thí và có phát tiền luôn. Giật tiền, còn tới tối là mình đi giật gà ha. Đó các bạn thấy là chỉ có tại Bạc Liêu thôi nha các bạn. Mấy chỗ khác giật quỳ quánh chết á. Ở đây Bạc Liêu thoải mái phải không? Rồi có thể là chiều mình sẽ cố gắng mình sẽ đi vòng vòng nha các bạn. Nói chung là mình quay được cái nào thì mình chia sẻ các bạn, còn không được thì thôi các bạn cũng thông cảm nha, tại đó cũng phải canh me dữ lắm. Tại vì giật có mấy giây rồi phải không anh? Giật bài ra thì lâu nhưng mà giật có mấy giây là hết rồi. Tới rồi các bạn, chuẩn bị các bạn ơi. Nghe có tiếng trống rồi nè.
Các khán giả của chúng ta cũng đang rất là háo hức các bạn, trong khí thế hừng hực sẵn sàng. Năm rồi thì mình thấy là trời có mưa, sang ngày trơn trượt, mọi người trượt té ạch ạch hết trơn. Năm nay thì thấy có phần lợi thế hơn rất là nhiều. Trời nắng khô ráo, mình thấy là những bao thẻ cũng đã được di chuyển lên trên hai cái rổ ở trên rồi bạn. Mình thấy hai ông thẻ đang trộn đều. Ở đây không phải là chỉ có một thẻ thôi các bạn, không phải một giá thẻ, mà trong đây là có rất là nhiều những cái giá trị khác nhau, từ một vài ký gạo cho đến vài triệu đồng. Ngoài việc tham gia giật được thẻ, giật được những chiếc thẻ may mắn thì mọi người đến đây vui là chính nha các bạn. Rất là đông luôn đây. Những chiếc thẻ đầu tiên cũng đã được phát rồi các bạn. Ở đây luôn các bạn, nguy hiểm quá. Thôi con chim bài tưởng là có thể tới đây. Quá trời bụi luôn bạn ơi. Thôi dưới một dây điện này. Rồi mấy chiếc xe dựng gần đây họ rất manh chành hết quá. Quá trời bụi luôn bạn. Quá xa luôn. Như vậy là sau thời gian phát thẻ cũng khoảng 1 phút 30 giây các bạn, vài trăm chiếc thẻ cũng đã được phân phát xong. Giờ mọi người sẽ đến phía trước cổ phiếu Đại Bác để nhận quà cho bạn. Đây là mọi người đi ra về nha các bạn. Ai có thẻ thì ở lại để đổi quà, còn ai không có thẻ còn đến xem thì bây giờ mọi người đang di chuyển ra về. Thấy là rất là đông, rất là vui luôn. Rồi bây giờ tiếp tục màn hai cảnh hai nha các bạn. Mọi người sẽ đổi những chiếc thẻ để lấy quà. Ủa anh chị có thẻ nào không? Hai người đi, hai người mà không có giật được cái thẻ nào luôn. Chủ yếu là mọi người tham gia chơi vui các bạn. Nếu mà nghe mình thì mình giật, không nghe thì thôi. Mình thấy đây hình như là mọi người đứng ở đây là có thẻ hết nè. Đang ở ngay phía trước cổ miếu để đổi quà. Chứ được mấy thẻ. Được thẻ đó, thẻ gì à? Chứ không có thẻ gì à? Gạo nè. Đây có chữ R các bạn, đây chú cầm tay đây. Anh được mấy thẻ anh? 2 cái. Vậy là cái số 3 là cái gì vậy? Đụng cái gì đó không biết nữa. Nghĩa là thẻ đụng, cái thẻ này mới có giá rồi phải không? Cái này là gạo. Chắc chúc mừng anh nha, anh được một cái thẻ đụng rồi nha các bạn.
té đụng là như mình chia sẻ bạn lúc nãy thì có thể là đụng thịt, đụng cớm hay là đụng tiền. Đụng tiền thì thường bèo bèo cũng là 500 ngàn các bạn. Để mình coi quà bên trong là gì đây. Chưa thấy phát quà các bạn. Mọi người đang chuẩn bị thôi. Là chuẩn bị chứ chưa thấy. Đây. Giờ mọi người đang cầm thẻ bên tay. Hình như là tên năm rồi. À là tôi năm rồi nè. Anh này là anh giật cũng ghê lắm nha mọi người. Cười, giả cự à. Nói chung là một anh này cũng rất là thích cầm cái gimbal. Chào em. Đâu giật được gì không? Dạ, là, dạ. Nãy giả có vô giật không? Không vô giật sao giật được. Đây, mọi người đang chờ để đổi thẻ. Hai chiều đỡ được ta. À, đó, cho coi cho em coi thẻ có thẻ nào thẻ đụng không? Có số là thẻ đụng hả? Ba cái. Ồ quá trời luôn bạn. Ba cái thẻ đụng luôn, có số. Có số là đụng nha bạn, có số là thẻ đụng. À, mình cũng háo hức chờ xem những con số đó mang đến chờ mọi người phần quà gì nha. Và mọi người bắt đầu đổi thẻ nha các bạn. Mình thấy là các anh có thẻ đụng cũng đã đang nhận đây. Đây là đụng cớm nè. Các bạn thấy siêu to khổng lồ chưa? Đây là đụng thịt nha. Giờ mình đón các anh ở trong đi ra, mình ghi hình cho các bạn xem luôn. Còn đây là gạo nha, các anh nhận được thẻ gạo. Tiếp theo anh được đụng thịt nha bạn. Chúc mừng anh nha. Quá hay luôn các bạn, quá may mắn. Đây đụng cớm, đây đụng cớm anh. Đụng cớm này, đụng cớm trung thôi, nãy mình thấy cái đụng cớm lớn hơn nữa. Rồi tiếp tục các anh may mắn nhận được đây là đụng cớm rồi gạo. Thôi anh bên trong cái đụng gì quá trời, đụng hủ tiếu. Ở đó đụng gì anh? Mì hả? À đụng mì. À đụng mì được 100 ngàn nữa. Anh đây đụng cớm nè bạn. Tới thôi, tới cái này. Đó cái đụng gì bự với anh? Đây đụng gạo hả? Số mấy hả? Đụng kẹo. Số mấy? Đụng kẹo quên nó lộn rồi. Cảm ơn anh. Thôi anh hai cái số 30 luôn. Rồi để hồi coi anh bắt được cái gì nha các bạn. Rồi anh đó đụng gì mà quá trời bự hả? À kẹo lớn. Có kẹo lớn, kẹo trung, kẹo nhỏ nha các bạn. Rồi. Ủa anh sao có đâu muốn không hả? Dạ được nhiêu anh? Rồi mừng quá chạy mất tiêu rồi. Rồi ở đây là đụng kẹo kẹo nhỏ các bạn. Kẹo cớm nha. Chúc mừng chị nha. Anh có quà xong ra tranh thủ chạy riết về các bạn. Trời rất là nắng rồi. Giao phát luôn á chú. Phát hết luôn á hả? Rồi mình thấy đây anh được nguyên cái đụng mía đây. Còn phải cái đùi heo. Giò heo có mấy cây mía nữa. Cái giò heo vậy. Đó kêu bằng gì chú? Cái đó kêu bằng gì? Đụng giò heo. Mía. Đụng mía. Rồi đây là đụng kẹo. Đó đụng kẹo. Giờ ai cũng rất là hối hả về các bạn, trời trưa rồi, nắng rồi. Nãy thấy có anh có hai thẻ 30 luôn đây. À vậy 30 kẹo đây, đụng thịt nữa nè bạn. À thấy đụng thịt chưa? Hỏi lại chung gia đình nó có một là tiền đó. Đè thấy em thấy bà kia có cầm được phân nữa, em cầm được phân nữa thẻ đụng đâu muốn 200. 200 hả chú? Ờ đã quá bạn, đụng này 200 ngàn nha bạn, thấy rau muốn vậy chứ 200 ngàn đó. Làm nãy nhìn nó sao có rau muống không mà sao ăn. Vậy là hay. Này mới được đụng tiền nè. Đưa số 1 coi. Đâu cái đụng tiền đó anh. Được cái đụng tiền nè. Số 1 rồi quá đã luôn bạn. Được mấy thẻ vậy ta? Một thẻ. Rồi đụng cớm. Đụng cớm lớn. Để coi hồi anh được số 1 được nhiêu nha.
Ờ, đụng cơm đây. Quà lớn nha các bạn. Rất là lớn. Quay gì chú? À, quay mọi người nhận quà anh có không? Không không. Cho ban tổ chức hả? Ờ, ban tổ chức quà gì? Rồi, tiếp tục đây đụng kẹo nữa nha. Rồi, đụng kẹo. Rồi, đụng này bự với này đụng cơm nha. Rồi, tiếp tục đụng thịt. Kìa kìa, quay cái thằng đó ra tới rồi. Sao? Số 1 á hả? Không, không phải. Này đụng cơm. Đây, anh đây được một đụng cơm, một bao gạo rồi các bạn. Ai cũng có quà rất là vui rồi, chúc mừng anh nha. Rồi, anh bên đây đụng cơm luôn. Rồi, coi có ai đụng gì bự bự nữa không? Ủa, vậy là số 30 á hả? Rồi, 30 được hai đụng cơm nha các bạn. Rồi, anh đây là bịch cốc ổi. Cái này là đậu heo. Ờ, cái đụng cơm bự. Nói chung là bá tánh cúng dường cái gì sau khi cúng xong rồi sẽ gom lại để phân phát cho bà con hết nha các bạn. Trước đây thay vì những vật phẩm này để cho mọi người tới lấy thì giành giật thì có thể là nó bị hư, bị đổ, bị bể hết. Còn vậy thì chia ra mọi người cầm về. Như vậy vừa văn minh lịch sự mà vừa tiết kiệm nữa nha các bạn, không có bỏ gì hết. À, mọi người cũng đang tập trung ở bên ngoài để chờ đổi quà. Ờ, hai cái kẹo quá trời bự luôn. Số mấy chị? Số mấy ạ? Số 8. Ờ, số nhỏ mà cái quà bự quá trời các bạn. Siêu to luôn. Rồi, bên đây đụng ở đô la không? Vậy là nhiêu anh? Cả tỷ luôn á. Quá trời hả? Đụng đô ạ. Ủa đụng đô vậy là nhiêu tiền chú? Đô đồng 2 đồng. Vậy hả? Nguyên cái đụng đô. Tại đằng kia là chủ yếu là phát gạo bạn, các thẻ gạo, còn đây là mấy thẻ đụng đây. Gạo đẳng hả chú? Rồi con lại đẳng con quay gạo ơi. Quay cho khán giả xem còn mấy cái đụng ra kìa. Ồ, quá trời bự, cái này số 1 hả anh? Số 8 đụng cơm mà. Hồi nãy anh số 1 không biết cái đụng gì đây. Ờ, à, đây anh số 8 phải không? Đụng cơm. Ờ, à, đụng cái trống nữa. Chắc số 0 quá. Rồi, thôi lại đằng kia quay chỗ phát gạo ạ. Đây, chỗ này là ai có thẻ gạo sẽ nhận gạo tại đây. À, đụng bên kia à, có số nè, vậy là có quy định số rồi đó chú. Cờ số 4, rau muống số 2. Họ số 2 mà đâu có ghi tiền nhiêu các bạn, nói chung là ghi số thôi, rồi hồi mọi người đến nhận thì sẽ biết. À, cờ phướng số 4 quay về sao thấy rồi. À, đụng tiền số 1. Ồ, tiền số 1 là được nhiêu anh? Tiền là số 1 à, cờ phướng 300 bạn. Nãy thấy có anh cầm cái phiếu số 1, cái thẻ số 1 giờ á. À, đụng rau muống là số 2, 200.000. Nãy có nghe mấy anh nói rồi nè. À, số 7 đầu heo. Số 6 giò heo. Đụng mì số 3, đụng thịt heo số 10. Vân vân, nhiều cái bạn. À, chủ yếu là có quà là vui rồi, còn giá trị bao nhiêu thì không quan trọng. Vậy cô, à, cô được thẻ nào chưa? Dạ không có thẻ hả? Thôi giờ giờ cũng lại rồi mình đi chỗ khác. À có phiếu ha. Thôi các cô lớn tuổi cứ lấy phiếu cho chắc ăn. À mình nhận một phần gạo, phần lọc may mắn là được rồi. À. Không, năm nay là sân gì là quốc rất là tốt á cô. Mấy năm trước là cái sân mưa, nó trơn với nó cũ hơn. Năm nay vậy là quá tuyệt vời rồi. À thôi chúc các cô năm may mắn nha. Rồi thôi video này mình cũng xin dừng lại tại đây nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục đi đến những điểm khác để cập nhật những hình ảnh của phần lễ thí thực trong đại lễ Vu Lan ngày dịp tháng 7 năm 2024 âm lịch hàng năm. Và video này mình xin dừng lại tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.